tôi lên vậy. Lên đây xem con hát nào. Ui giời ơi. Bông ngã ra. Cứu, cứu mày. Chóng mặt quá, mấy đứa này chơi giỏi thật đấy. Ôi. Rồi chóng mắt. Công nhận là bọn trẻ con nó giỏi. Khéo sao mà các em bé nhá, đi cẩn thận nhá. Ui, sợ thế. Giời ơi, đến đây còn ôm ấp người ta. Xuống dưới kia, khi nào xuống dưới kia phải chú ý vào những cái đứa đang đang nhảy ấy, đèo nó. Đứng trên đây mà không có gió nhỉ. Ra cái chỗ kia nó hở kìa. Nga buộc lại cái tóc. À bà, bà cũng trèo lên tận đây à? Chẳng khỏe chưa? Sao trông kiếm được khác đâu trời, nhưng ngồi không cũng chán thôi. Chạy đi, tệ nó hỏi. Mình mất tiền mình chơi chứ không phải là mình đến chơi không đâu. Nhưng mà nhìn các em nha, xuống dưới kia mấy đứa nhỏ nhỏ tránh xa nó ra không đèo nó. Béo quá không trèo được à? Mồ hôi không trèo nổi. Mồ hôi gì mà. Mồ hôi gì người chết. Ra liền chuyện tí về không tắm rồi thì eo hôi dình lên. Dính xa ra. Chết mồ hôi một cây ghê lên được đi. Thì mới bóc quấy à? Ờ bị bóc móng rồi. Máu rồi. Bò nó đi nhanh cực luôn. Bò ơi, trèo lên đây bác xem lại nào. Nó không thèm để tay nha này. Không cần nha. Đi bằng hai chân luôn nha, giỏi chưa? Mà nó không biết chân sao quá nhỉ. Đây nha, chuẩn bị nó nhảy nhanh cực. Này, nhìn đây. Tí nó nhảy. Này, đừng đẩy mẹ mày ngã này. Bi. Đừng đẩy mẹ. Thiếu nặng mông. Kéo gãy tay đây. Búp bê bằng bông bi bay bay bay. Búp bê bằng bông. Nhớ chưa ra hiện chụp tiêu phản. Đúng ra. Nghe em bé rồi kìa. Kéo, kéo nha. Nhớ chuyện này. Thôi, ra đó.
chỗ đấy coi gió. Chán rồi à? Nhảy ở đây cắm đầu kia. Hay cùng. Dạ, cắm trên đấy à? Cắm trên nè. Nên đâu phải đâu. Nhưng mà này chúng buồn luôn bé như bác nhá. Mẹ vào đây chơi với nó. Nó đâu vậy?